Sáng ngày hôm nay, cục cảnh sát giao thông cho biết xe tuần tra của đơn vị trong lúc đang hỗ trợ cảnh báo cho một ô tô bị hỏng trên đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận thì bị xe cứu thương lao vào. Cụ thể, khoảng 8 giờ ngày mùng 8 tháng 11, tổ công tác của cục cảnh sát giao thông sử dụng ô tô chuyên dụng tuần lưu trên tuyến cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận, khi tổ công tác đi đến km 76 400 thì phát hiện một ô tô con bị hư hỏng đang dừng đỗ tại làn đường số 2 của cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận có nguy cơ gây va chạm giao thông cho các xe khác lưu thông trên tuyến. Tổ công tác đã dừng ô tô xuống kiểm tra, hỗ trợ cảnh báo cho ô tô con nêu trên. Dù đã được bật đèn ưu tiên, một cán bộ cảnh sát giao thông cũng được bố trí phân luồng giao thông. Tuy nhiên, quá trình thực hiện nhiệm vụ thì bị xe cứu thương biển kiểm soát 65A-18378 do anh Nguyễn Văn Hận, quê Sóc Trăng điều khiển, đâm vào sau ô tô của tổ công tác. Va chạm giữa hai phương tiện khiến một người trên xe cứu thương bị thương nhẹ, ô tô tuần tra của cảnh sát giao thông và xe cứu thương bị hư hỏng.